Hồi bản thân Quỳnh Trần JP cùng đổi đời mua nhà tậu xe Quỳnh Trần, kênh Quỳnh Trần JP and Family cuộc sống ở Nhật, Đức Nhân, kênh Vợ chồng nhà Nhân và Phạm Thị Kiều Tiên, kênh J1 TV, cả ba YouTuber đều đang làm nội trợ nên tập trung làm nội dung chính là ẩm thực và có hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Nếu như Quỳnh Trần và Đức Nhân đang làm dâu Nhật Bản thì Kiều Tiên lấy chồng Hàn Quốc. Ngoài việc được nhiều người biết đến, cuộc sống của Quỳnh Trần, Đức Nhân và Kiều Tiên đều thay đổi đáng kể từ khi nổi tiếng. Nhân vật khiến nhiều người trầm trồ nhất là Quỳnh Trần JP. Từ một người pha chế ở quán bar, cô đã trở thành hot YouTuber được yêu quý. Tháng 11 năm 2022, Quỳnh Trần đăng ảnh nhà ba người đứng cạnh chiếc xế hộp đắt đỏ có giá dao động từ 7 đến 10 tỷ đồng. Trước đó, gia đình cô cũng chuyển về một căn nhà mới khang trang rộng rãi ở Nhật Bản thay cho căn nhà đi thuê chật chội trước đây. Ở Việt Nam, hồi tháng 9 năm 2022, Quỳnh Trần về nước mở công ty riêng và giữ vị trí giám đốc. Ngoài ra, cô còn tặng mẹ hai cuốn sổ đỏ để báo hiếu. Tương tự Quỳnh Trần, Đức Nhân đã tặng mẹ hai căn nhà, một căn khi mới 21-22 tuổi và một căn tặng nhân dịp ngày 8 tháng 3 năm 2022. Cô cho biết, gia đình mình từng rất khó khăn, khổ cực phải đi ở trong căn nhà thuê thiếu thốn, chật chội nên luôn ước mơ mua được một căn nhà tặng mẹ. Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Kiều Tiên thẳng thắn cho biết mình lấy chồng người Hàn Quốc qua mai mối khi mới 19 tuổi. 3 năm sau, khi đã quen hơn với cuộc sống nơi đất khách quê người, cô lập kênh YouTube chia sẻ cuộc sống của mình. Tháng 10 năm 2021, Kiều Tiên khoe chiếc BMW tự mua có giá 2,8 tỷ đồng. Trước đó, cô đã mua xe cho chồng có giá hơn 800 triệu đồng. Ngoài ra, nàng dâu Hàn Quốc cũng có những lần mua sắm ấn tượng như đưa gia đình chồng đi shopping hết 200 triệu. Hiện vợ chồng Kiều Tiên sống cùng ba mẹ chồng, nhưng cô đang tranh thủ về Việt Nam thăm ba mẹ và gia đình.